Mua bán qua mạng đang là một xu hướng thịnh hành trong xóm hội Tân Tiến. Thế nhưng Tân Tiến thì hại điện, không ít lần phương thức mua hàng nhanh chóng, thuận tiện này mang đến hưởng thụ bực mình cho người dùng. Cả người bán lẫn người mua đều có thể trở thành nạn nhân của mua hàng trực tuyến. Với người mua, nỗi sợ hãi nhất chính là nhận hàng khác sao quảng cáo, chất lượng không như kỳ vọng. Còn đối với bất cứ người bán hàng trực tuyến nào, có lẽ bị khách buồn hàng vẫn là nỗi hoảng hồn lớn nhất. Từ trước đến nay, rất nhiều câu chuyện khách đặt cho lịch sự mùng rồi bỏ buôn phủ phàng được chia sẻ trên mạng xóm hội. Thế nhưng, buồn hàng vì một lý do hồn nhiên như vị khách trong câu chuyện dưới đây thì hoàn toàn khó tin. Sự gàn của vị khách này khiến cả chủ cửa hàng lẫn dân mạng mắt tròn mắt dẹt. Cụ thể, câu chuyện được cô gái trẻ Phạm Hà Di, 17 tuổi, đến từ Lào Cai kể lại. Được biết, Hà Di bán trang phục xe côn hang được gần nửa năm nay. Và trong suốt thời gian này, Hà Di cho hay lần trước tiên cô bắt gặp một vị khách vô tư đến khó tin vô sao. Bạn ấy mua một chiếc sơ mi, hai áng quy tơ và một áng thun Mỹ. Tất cả đều là hàng xe côn hang. Tổng hóa đơn 425.000 đồng cho 4 chiếc áng. Em có đề nghị bạn ấy cọc cho mình một chiếc ca lát tốt 50.000 đồng, nhưng bạn ấy khẳng định có buồn hàng đâu mà bắt phải cọc trước, không có thời gian đi mua, thậm chí còn gọi lại ca là gì. Em thấy hơi lạ lạ nhưng thôi cũng chịu khách, đồng ý ship luôn, thậm chí còn không tính tiền ship cho khách, chỉ lấy đúng 425.000 đồng cho 4 món đồ. Khách hàng chốt đơn khá song khoát, khẳng định cứng rắn không có chuyện buồn hàng. Vị khách có nickname giờ đến từ Quy Nhơn, Bình Định sau khi chốt đơn liền khẳng định cứng rắn sẽ không buồn, hối thúc chủ cửa hàng giao hàng nhanh vì đang cần gấp. Ấy vậy mà, khi hàng giao đến nơi, Hà Di cho hay shipper liên tiếp gọi cho vị khách này nhưng không được. Khi cô chủ động nhắc khách nghe laptop, vị thượng đế này vẫn nhất định không nghe máy. Cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi lý do, Hà Di tá hỏa khi khách hồn nhiên cho hay có thấy số laptop lạ gọi đến nhưng không bắt máy vì má mình dặn vậy. Shipper gọi điện không nghe máy gì, má dặn số lại không được nghe. Màn đối thoại giữa Hà Di với khách hàng khác lạ sau khi được đăng tải trên mạng xóm hội đã ngay lập tức khiến cư dân mạng xôn xao. Nhiều người nhận định đây có lẽ là ca boom hàng đỉnh cao nhất năm bởi độ vô tư và vô tính đến mức gàn của Thượng Đế có 102 này. Câu chuyện về vị khách đến từ bên kia trái đất đang chiếm được hơn 27.000 lượt like, gần 20.000 lượt share từ dân mạng. Chưa hết, sau một hồi nêu lý do không nghe laptop là vì bận đi học thêm ở nhà gia sư, mẹ dặn không được nghe máy từ số lạ gọi đến khiến chủ cửa hàng muốn bốc quả gì khó tính, khách hàng giờ giãn nghĩa thêm. Mình thấy mấy hôm nay giá nên mua hai áng quy tơ, nhưng khu mình giờ không giá nữa rồi nên chỉ lấy áng thun thôi, hai chiếc quy tơ lấy về sao mặc được. Mình không lấy gì không mặc được chứ có buồn hàng bạn đâu mà bạn nói và hành động quá đáng vậy. Mình nói với shipper là chỉ lấy áng thun thôi mà do người ta không chịu đó chứ. Dù đã hủy đơn một cách phũ phàng, khách hàng vẫn cho rằng mình không hề có lỗi. Liên tục khẳng định không hề buồn hàng, chỉ từ chối lấy hai trong bốn chiếc áng, khách hàng giờ tỏ ra bất thần khi bị chủ cửa hàng mắng mỏ nặng trĩu lời. Thượng đế nhận xét chủ cửa hàng quá đáng như quỷ dữ và hoàn toàn không biết mình có lỗi gì. Đến đây, Hà Di cho hay cô nàng cảm thấy cực kỳ bất lực trước cách rỉ tai gàn, hồn nhiên, lý sự cùng đến không thể tin nổi của khách hàng. Dù quá khó tính nhưng em cũng không thể không mỉm cười đau bụng trước cách trả lời, lý sự hoàn toàn vô lý, ngây thơ của bạn ấy. Không biết là cố ý hay thật, nhưng phải nói là bó tay luôn. Em đành chịu mất thêm 85.000 đồng phí ship đi và trả hàng về, cùng món hàng 425.000 đồng không bán được. Coi như một bài học cho mình, cô gái Lào Cai chia sẻ. Hà Di chia sẻ cô đã bó tay trước màn lý sự cùng, chấp nhận mất tiền để rút quản hồn nghiệm. Câu chuyện bị khách buôn hàng của Hà Di có lẽ chỉ là một trong hàng hà sa số trường hợp SLE mà các cửa hàng bán hàng trực tuyến từng bắt gặp.
Thế nhưng, sự việc lần này thực sự khiến nhiều người vừa chia sẻ, đồng cảm với cô gái trẻ, vừa không nhịn được mỉm cười bởi sự vô tư đến vô duyên của vị thượng đế.